Ngày hôm nay anh sẽ bước đi xa một nửa bầu trời, vì đó là tương lai nơi một vùng đất mới. Anh không biết em có kiên nhẫn chờ đợi, anh sẽ về một ngày không xa. Người ơi, chuyến bay cũng đã đến, rồi theo anh chào câu tạm biệt. Người nắm đôi tay anh thêm vài câu hỏi han. Em mạnh mẽ không khóc, anh quay lưng bước nhẹ nhàng. Nhưng anh đã nghe tiếng khóc từ phía sau, cất cánh một vùng trời xa. Anh để yêu thương nơi quê nhà, để luôn người anh yêu mà. Có em là điều quý giá, chắc em sẽ buồn làm anh cũng nhớ em. Nhưng anh vẫn sẽ